vâng, xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới các bác một lô băng bao gồm 12 chiếc. Dòng băng 120 phút, thể loại tiếp 1. Đây là cái lô được em tuyển lựa hết sức là kỹ lưỡng. Dòng băng một nước được mang thẳng về từ Nhật, chưa sử dụng tại Việt Nam. Và nó tập trung hai thương hiệu mạnh ở đây. Đó là băng Marcel UR, bao gồm 5 chiếc, độ dài 120 phút, và 7 chiếc dòng TDK, trong đó có 5 chiếc là thuộc cái mã là AE120, và có 2 chiếc màu xanh, đó là cái loạt model Siding 1. Em lên cái lô này là chủ yếu là phục vụ cái nhu cầu của những bác chơi băng cassette chuyên sâu, những người mà đang có cái nhu cầu đi tìm kiếm những cái cuốn băng có độ dài tầm 120 phút để cái vấn đề ghi thâu nó trở nên thoải mái hơn. Những cái cuốn này được em tuyển lựa bằng cảm quan hết sức là kỹ lưỡng, vì băng được mang về Việt Nam theo đường hàng không, máy bay, do vậy là nó sạch sẽ, nó đẹp. Tất cả những cuốn này em bao không nhăn, không bốc, sợi băng đẹp, một cái giải pháp vô cùng an toàn đối với những bác có cái sở thích ghi thâu. Và để khách quan thì bây giờ em sẽ dựng cái camera điện thoại xuống, chúng ta sẽ đi soi từng cái một. Vâng, đầu tiên là một cái của TDK, đây là dòng Siding, Siding 1, băng tiếp 1, 120 phút. Những cuốn này được em tuyển lựa vô cùng kỹ lưỡng, do vậy về chất lượng dây băng thì không cần phải lo nghĩ gì. Băng rất mới. Ở thương hiệu Maxell thì nó trở nên quá đỗi quen thuộc tại Việt Nam rồi. Và đây là cuốn Maxell đầu tiên, dòng UR, độ dài 120 phút. Chúng ta có 5 cuốn giống hệt nhau. Và đây là cuốn đầu tiên. Em sơ đứt lướt thôi nhé, bởi vì những cuốn này em đã tuyển quá là kỹ rồi. Đây là cuốn thứ hai. Đây là cuốn thứ ba. Đây là cuốn Maxell thứ tư. Các bác chờ em chút. Các bác thông cảm, em đang làm video thì có người gọi. Vâng, đây là cuốn thứ tư trong cái loạt UR Maxell. Và đây là cuốn thứ năm. Khi em đã nói một câu, em đã phải tuyển lựa từng cái một, xăm soi từng ly từng tí một, thì các bác yên tâm đi ạ. Vâng, đây là một cuốn Siding 2, Siding 1 TDK nữa. Chúng ta có hai cuốn giống hệt nhau. Bây giờ chúng ta sẽ soi đến cái loạt TDK dòng AE120. Chiếc đầu tiên. Băng còn mới đẹp hay không ấy, các bác chỉ cần nhìn vào hai cái đường G hai bên này này. Đó. Nếu như là một cái băng mà đời chủ cũ ấy, người ta xài nhiều ấy, người ta cho vào cơ chạy nhiều ấy, thì hai cái đường G ở đây nó sẽ có đường chày nha. Dòng TDK AE120 là dòng băng chất lượng cao của hãng này. Như em đã từng ghi thử thì thấy
cái chất lượng của thằng TDK AE120 nó ngang ngửa với băng UR120 của Maxell. Và cái dòng AE120 này thì nó cũng có nhiều phiên bản. Đây là bản khác của AE120. Chúng ta chỉ cần nhìn lướt thôi, bởi vì băng nó quá đẹp rồi. Có lẽ đây là cái lô băng 120 phút đẹp nhất mà em từng có. Tuyệt vời, không thể chê được. Chúng ta có 3 cuốn AE120 cùng mẫu, cùng màu và cùng đẹp như nhau. Với tất cả những ông mà đang đi tìm kiếm một cái lô băng 120 phút thương hiệu mạnh, chất lượng cao, xem video này mà ông ấy không dính kèo thì thực sự là một điều hết sức đáng tiếc. Đáng tiếc cho chính ông ấy thôi. Em sẽ không bao giờ có được một cái lô 120 phút đẹp được đến tầm này. Tức là trong thời điểm này sẽ không bao giờ có được. Bởi vì các bác phải hiểu thế này, đây là cái lô mà em phải lựa chọn từ hơn 100 chiếc băng mới ra được chừng này chiếc, chứ không phải là em cứ thò tay em bốc sấn ra đâu các bác ạ. Về giá thì em xin phép không báo ở đây. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cái lô này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.